Hello, em toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, cho em toàn gửi một lời chúc, một lời chào thân ái nhất đến tất cả mọi người. Quay trở lại với kênh uh, Gốm Nhật Trần Toàn. Hôm nay em uh, toàn có một bộ chế uh, độ uh, bát ngũ sắc uh, họa tiết vẽ tay. Hàng uh, này gọi là xưa sửa xưa, xưa xưa luôn. Hàng này quá sâu uh, tuổi luôn các bác ạ, già lắm rồi. Đây, như các bác đang xem đây, chiếc này to nhất, uh, chiếc này trung, uh, chiếc này nhỏ này. Đây, em xin phép là em lấy trước nhỏ này em cho các bác xem họa tiết họa tiết thì là nó giống nhau nhé mọi người nhé Đấy, hàng này là hàng ngũ sắc của imali nhé mọi người đây mà tất cả các bác xem này tình trạng là lành tít nhá không không có bị vấn đề gì cả như cái chỗ này là nó đang có cái băng băng dính ở đây các bạn Đấy, có băng dính ở đây thì nhìn trông nó như kiểu là bị nứt nhưng không phải nó là lành tít luôn để em bóc luôn nó ra Đấy, em lấy về nên là em chưa kịp bóc ra đây mời tất cả các bác xem này đấy họa tiết ở bên ngoài đây rất là đẹp hàng này vẽ rất là sâu rồi đây em cũng chịu uh, em không chịu tượng ra còn gì đấy, thật các bác đây là con ngựa các bác nhé đấy trên này là có người ngồi cưỡi ngựa này đằng trước này hình như có người dắt đấy sao mọi người <laughs> chịu tượng rất là hay luôn đấy, rất là đẹp luôn họa tiết vẽ tay phía bên ngoài vẽ trước này thì là không có chuyện gì nhưng mà em đảm bảo là hàng của nhật nhé hàng một trăm phần trăm là hàng của nhật luôn hàng này là hàng của imali nhé mọi người nhé đây các bác xem này cái hàng này quá sâu tuổi rồi nó sâu tuổi lắm rồi nó mới như này luôn đây đây là họa tiếp bên ngoài đây, đây là họa, họa tiếp bên trong này các bác đây, ở bên trong là đây có con chim này mọi người này Thôi cái này thì để tí nữa em sẽ giới thiệu kỹ hơn lấy chiếc to kia quay cho nó rõ các bác chiếc nhỏ này thì quay nó rất là khó đây là chiếc nhỏ nha các bác nhé đây là chiếc này là chiếc tầm trung này mà các bác xem họa tiết này vẽ ở đây toàn bộ vẽ nổi khối lên nhé mọi người nhé hàng quá là đẹp luôn ở giữa này là có con này là con 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 hươu hiêu và mọi người con hiêu hay là con 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 tuần lọc. em hình như con này là con tuần lộc rất là đẹp ở giữa đây là nó có đôi chim én ở à, chỗ này là có đôi chim én họa tiết ở bên ngoài vẽ uh, giống nhau hết Đấy. có cái chỗ này này mọi người này chỗ này thì nó mờ hơn này cái bức này mờ hơn cái bức này nó rõ hơn này ấy là nó họa họa tiết nó vẽ bằng tay thì nó không thể tương đối được vì là cái này là rất là sâu đời rồi mọi người nó sâu đời rồi thì nó nó như này ở à đây là cây cầu mọi người nhé đây là cây cầu chỗ này là hoàn đá rồi không không phải không phải là hoàn đá hay là cái gì ấy không phải là người dắt <laughs> em toàn lại bỏ người dắt chết rõ ấy chỗ này là nó có, có một uh, vết dạn từ ngày xưa ở đây nó không không, không ảnh hưởng gì bên trong vẫn còn ok hết rất là đánh đách luôn. Đấy các bác thấy chưa? Nó nung ở nhiệt độ cao nó đánh đách luôn. Rất là đẹp. Đây, cái to đây các bác. Đây mời tất cả các bác xem cái họa tiết lớn nhất. Cái chiếc tô lớn nhất đây. Đấy. Có động vật, có chim. Đây có chim đây mọi người. Một đôi chim én này trong này là con 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 tần lọc em gọi con này con tần lọc đi rất là đẹp luôn hàng này hàng vẽ tay sâu tuổi lắm rồi đây bên trong là có môn chim này mọi người đây là cây này là cây hoa trà nhé mọi người nhé em nghĩ đây là cây hoa trà đây để em cho cái bàn bàn xoay lên để em em xoay cho các bác À, xem nó được rõ hơn chứ em cầm tay thì nó không không được chính xác đấy nha các bác nhé đấy. để em chỉnh máy quay xuống một tí nó hơi rung các bác đây nha các bạn này, mời các bác xem mọi tiết của nó. em chỉ quay cái chiếc to này thôi các bác nhé các bác hình dung ra giúp em, vì là họa tiết nó cũng giống nhau, nó không bị uh, sứt mẻ gì cả, nó vẫn còn lành tít. đây họa tiết ở bên trong đây các bác. đây chỗ này có con chim nữa đây nữa nữa đây nhé mọi người nhé để em đặt nó xuống em quay sơ qua ba chiếc này đi em muốn quay nó kỹ nên là nó hơi mất thời gian một chút nên là rất mong các bác thông cảm cho em các bác cố gắng xem hết video nếu mà các bác nào ưng ý thì các bác cứ liên hệ với em toàn để chốt hàng là qua số điện thoại zalo 0962 949 668 mọi người nhé Hàng này là hàng của Imali Hàng vẽ tay Rất là già tuổi rồi Này thì già lắm rồi các bạn và Các bác cứ yên tâm là chiếc này rất là già luôn Bộ này Bây giờ để kiếm được những cái bộ như này Vẽ tay rất là khó như các bác nhé Mà ở bên ngoài gần như là nó vẽ kín luôn đấy cái chiếc nhỏ này các bác này Đấy, và tiết bên ngoài đang đây là chiếc này là chiếc to để em em lật nó lại để em đo kích thước nhé các bác nhé Các bạn ơi, chiếc to nhất của nó là 24,5 nhá mọi người nhá. 24,5. Chiều cao của nó là 11,5 nhá mọi người nhá. Đấy, 11,5. Cái chiếc này là 9,5. À 10 10 mọi người nhá. Chiếc này là cao là 10. Mặt của nó là 21,5. Đấy, mặt 21,5. Chiếc này nhỏ nhất thì là nó là 19 nhé mọi người nhé 19 cao của nó là 9 nhé mọi người nhé cao 9 Đấy, rất là đẹp luôn một bộ xếp tụ này um, rất là đẹp luôn nếu các bác nào ưng ý thì các bác cứ liên hệ em toàn để chốt hàng qua số điện thoại Zalo là 0962 949668 668 mọi người nhé đây bộ xếp tụ của nó đây các bác rất là đẹp luôn ơi em toàn uh, xin phép kết thúc video đây đây mọi người một lần nữa thì em toàn xin uh, gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người đã xem video của em em kính chào tất cả mọi người